chào quý vị và bà con ngư dân. Do tác động liên tục của các đợt không khí lạnh nên gió trên hầu khắp các vùng biển ven bờ và cả ngoài khơi xa thịnh hành theo hướng đông bắc và liên tục duy trì cường độ mạnh. Ở khu vực phía bắc của biển Đông cũng như khu vực biển huyện đảo Hoàng Sa phổ biến ở mức cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 nên sóng biển trên khu vực này thường xuyên cao trên 3 mét khiến cho biển động mạnh. Còn ở khu vực giữa và vùng biển phía nam của biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, cường độ gió đông bắc cũng đạt đến mức cấp 6, phần phía tây có lúc cấp 7, biển động. Ngoài gió mạnh, ở khu vực biển phía nam tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rào và dông, khiến cho tầm nhìn xa ở đây giảm xuống từ 4 đến 10 km và nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật còn ở mức cao. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa bà con, tuyến hải trình từ Hải Phòng ra Bạch Long Vĩ có gió hướng đông bắc, cường độ phổ biến ở mức cấp 5, có lúc cấp 6. Thời tiết duy trì ổn định, không mưa, nắng ráo nên tầm nhìn xa thoáng. Trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra đến huyện đảo Lý Sơn, gió đông bắc có cường độ mạnh hơn, đạt ở mức cấp 6, có lúc cấp 7. Sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động. Ngoài ra tại đây, mưa rào và dông vẫn xuất hiện rải rác, tầm nhìn xa giảm thấp, nên gây mất an toàn khi lưu thông trên biển. Tuyến hải trình từ Vũng Tàu đến Côn Đảo cũng là nơi gió đông bắc hoạt động mạnh. Dự báo trong đêm nay và ngày mai tại đây có gió mạnh tới cấp 6, có lúc cấp 7, sóng biển cao, gây biển động. Trên tuyến hải trình từ Rạch Giá ra đến đảo Phú Quốc, trong đêm nay, ngày mai trời ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng. Gió trên khu vực này cũng có hướng đông bắc nhưng không mạnh như ở phía đông của Nam Bộ, chỉ ở mức cấp 4 và biển êm. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.